5 hãng sản xuất máy bay lớn nhất thế giới. Chào mừng các bạn đã đến với toplist.vn. Sản xuất máy bay được xem như đỉnh cao nhất của ngành công nghiệp mà bất kỳ quốc gia nào cũng mong muốn đạt được. Kể từ lần đầu tiên chiếc máy bay ra đời vào năm 1903, qua 100 năm, đến nay vẫn không có quá nhiều quốc gia sở hữu công nghệ sản xuất máy bay. 99% thị phần máy bay vẫn thuộc về một vài hãng sản xuất lớn. Hãy cùng toplist khám phá top 5 hãng sản xuất máy bay lớn nhất thế giới nhé! Top 5. Northrop Grumman. Đứng thứ 5 trong danh sách những hãng sản xuất máy bay lớn nhất thế giới, đó chính là Northrop Grumman. Northrop Grumman là một trong những tập đoàn sản xuất vũ khí lớn nhất Hoa Kỳ, được thành lập vào năm 1939. Đến nay, tập đoàn này đã và đang phục vụ vũ khí quân sự cho Hoa Kỳ và hơn 25 quốc gia khác trên toàn thế giới. Là một trong những tập đoàn quân sự lớn nhất thế giới, sản phẩm máy bay chủ yếu của Northrop Grumman là máy bay chiến đấu, tiêm kích, trực thăng, nổi tiếng nhất là máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit và máy bay không người lái Global Hawk. Tập đoàn này còn đạt đến đỉnh cao sản xuất tàu bay vào năm 2009 khi bàn giao pháo đài nổi USS Drury SW Bird cho Hải quân Mỹ. Năm 2023, tập đoàn Northrop Grumman với khoảng 95.000 nhân viên đã có doanh thu khoảng 35,6 tỷ đô la Mỹ từ việc bán máy bay và một số thiết bị quân sự khác. Mặc dù vẫn phải nhập khẩu một số linh kiện thiết bị từ Vương quốc Anh, Úc hay Nhật Bản, tuy nhiên, về cơ bản, Grumman vẫn đang làm chủ công nghệ sản xuất máy bay của mình. Top 4. General Dynamics. General Dynamics, tập đoàn quốc phòng lớn thứ 5 trên thế giới và cũng là nhà sản xuất máy bay lớn thứ 4 toàn cầu. Đặt trụ sở tại Virginia, Hoa Kỳ, tập đoàn quốc phòng này ra đời vào năm 1952. Dynamics hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực bao gồm hàng không vũ trụ, quốc phòng và công nghiệp hàng hải. Các sản phẩm của Dynamics chủ yếu phục vụ quốc phòng như máy bay ném bom, xe tăng, tàu ngầm hạt nhân, tàu chiến. Năm 2023, tập đoàn Mỹ này đã thu về 39,41 tỷ đô la từ việc bán vũ khí cho gần 50 quốc gia trên thế giới. Để trở thành top 4 nhà sản xuất máy bay hàng đầu thế giới, Dynamics đã tập trung vào sản xuất máy bay chiến đấu hàng đầu thế giới. Trong đó, có máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon, một trong những chiến đấu cơ thành công nhất mọi thời đại. Ngoài ra, General Dynamics cũng sản xuất nhiều máy bay chiến đấu, máy bay vận tải, tàu vũ trụ. Rất nhiều trong số đó đã từng tham gia chiến tranh Việt Nam giai đoạn 1954-1975. Bán máy bay quân sự đã mang về khoảng 50% doanh thu cho tập đoàn quân sự lâu đời nhất nước Mỹ. Top 3. Airbus. Đứng thứ 3 trong danh sách những nhà sản xuất máy bay lớn nhất thế giới, đó chính là Airbus, một cái tên không còn quá xa lạ với người dân Việt Nam. Airbus hiện đang cung cấp nhiều máy bay dân dụng cho các hãng bay Việt Nam, có thể kể đến như Airbus A320, Airbus A321 đang được Vietnam Airlines, Vietjet, Jetstar và cả Bamboo Airways sử dụng. Airbus là nhà sản xuất máy bay dân dụng lớn nhất thế giới và đứng thứ 3 về sản xuất tàu bay nói chung. Được thành lập năm 1970, là một nhà sản xuất máy bay của Liên minh châu Âu, có trụ sở tại Toulouse, Pháp. Ngoài trụ sở chính, hãng này cũng có 16 nhà máy sản xuất tại Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh. Airbus cũng có các công ty con đặt tại Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Trung Quốc. Năm 2023, tập đoàn sản xuất máy bay châu Âu này đã đạt doanh thu 61,79 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù là một trong những hãng sản xuất máy bay an toàn nhất thế giới, rất hiếm hoi để có một sản phẩm của Airbus gặp sự cố khi bay. Tuy nhiên, hãng này cũng gặp một số khủng hoảng bay làm chao đảo ngành hàng không. Có thể kể đến như vụ rơi máy bay A320 ở Pháp năm 2015 khiến 150 người thiệt mạng. Cùng năm đó, A321 đã rơi ở Ai Cập khiến 224 người thiệt mạng. Gần đây nhất, năm 2019, chiếc Airbus A320 MAX của Ethiopia đã rơi khiến 157 người thiệt mạng. Mặc dù những vụ tai nạn tàu bay này không hoàn toàn đến từ kỹ thuật của Airbus, nhưng ít nhiều những sự cố đã ảnh hưởng đến tên tuổi và thương hiệu của hãng máy bay hàng đầu thế giới này. Top 2. Lockheed Martin. Lockheed Martin, một tập đoàn quân sự khác đến từ xứ cờ hoa, đã chiếm chệ đứng ở vị trí thứ 2 trong top 5 hãng sản xuất máy bay lớn nhất thế giới. Vượt qua hàng loạt ông lớn khác từ Brazil, Canada, Nga, Lockheed Martin là tập đoàn mới sáp nhập năm 1995, đã có doanh thu 65,98 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023. Lockheed Martin đặt trụ sở chính tại Maryland, nước Mỹ. Sau khi sáp nhập hai tập đoàn Lockheed và Martin Marietta, Lockheed Martin hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực quốc phòng
phẩm và hàng không vũ trụ. Sản phẩm chủ yếu là máy bay chiến đấu, máy bay vận tải, anh tạc cơ, máy bay trinh sát. Trong chiến tranh Việt Nam, đã có gần 20 máy bay chiến đấu các loại của hãng này đã được Mỹ sử dụng để tham chiến. Hiện nay, Lockheed Martin đã và đang cung cấp máy bay chiến đấu cho gần 60 quốc gia trên thế giới, mang lại nguồn lợi khổng lồ cho tập đoàn quân sự lớn thứ hai trên thế giới này. Top 1 Boeing. Đứng đầu trong danh sách những hãng sản xuất máy bay lớn nhất thế giới đó chính là Boeing của Mỹ. Mặc dù đã gặp không ít thách thức trong thời gian gần đây, lớn nhất là cuộc khủng hoảng Boeing 737 Max, tuy nhiên hãng máy bay lâu đời nhất nước Mỹ này vẫn thu về 66,61 tỷ đô la Mỹ năm 2023, trở thành nhà sản xuất hàng đầu thế giới. Tính đến năm 2023, Boeing đã cung cấp khoảng hơn 15.000 máy bay chở khách cho hơn 100 hãng hàng không trên thế giới, trở thành nhà sản xuất máy bay thương mại lớn nhất thế giới trong nhiều năm liền. Các sản phẩm của Boeing không chỉ có máy bay thương mại mà còn có máy bay vận tải, máy bay chiến đấu, trực thăng. Trong đó, oanh tạc cơ B-52 của hãng này đã khiến quân đội và nhân dân Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Việt Nam thậm chí còn phải dành riêng một dự thảo cách đánh máy bay B-52 để hạn chế sức mạnh của máy bay ném bom hạng nặng này. Hiện nay, Boeing cũng đã và đang cung cấp cho Việt Nam nhiều máy bay. Ngoài những máy bay dân dụng như Boeing 737, 767, 777, 787 được các hãng hàng không Việt Nam sử dụng, thì Boeing đã cung cấp một số máy bay vận tải, trực thăng và máy bay chiến đấu cho Việt Nam. Trên đây là danh sách top 5 nhà sản xuất máy bay lớn nhất thế giới hiện nay. Cuộc chạy đua sản xuất máy bay chưa bao giờ dừng lại. Thật bất ngờ khi trong danh sách này không có cái tên nào của châu Á. Tuy nhiên, mới đây, Trung Quốc đã công bố máy bay nội địa đầu tiên của quốc gia này do Comac sản xuất, C919. Mẫu máy bay này được đánh giá là sẽ cạnh tranh trực tiếp với Airbus 320 và Boeing 737 Max. Đến nay, mẫu C919 của Trung Quốc đã có hơn 28 đơn đặt hàng với gần 1.000 chiếc. Tuy nhiên, công nghệ sản xuất máy bay của quốc gia này vẫn chủ yếu là nhập khẩu từ Mỹ, Đức và Pháp. Trung Quốc hiện chỉ tự sản xuất đuôi và cánh máy bay. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là máy bay thương mại Made in China không có cơ hội chiếm lĩnh thị trường. Với việc đầu tư hàng chục tỷ nhân dân tệ trong 3 đến 5 năm tới để sản xuất, cùng với việc sở hữu thị trường hàng không nội địa lớn thứ hai thế giới, rất có thể Comac sẽ cùng C919 sẽ có thị phần hàng không trong thế giới trong một vài năm tới. Bạn nghĩ sao về điều này? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé! Đừng quên like và subscribe Topic để ủng hộ những video tiếp theo của chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!